khởi tố vụ án người tố giác phá rừng ở Lâm Đồng bị đánh, xác định có dấu hiệu phạm tội khi người ghi hình hành vi phá rừng thông ở Lâm Đồng để báo cơ quan chức năng bị đánh với tỷ lệ thương tích 12%. Công an đã khởi tố vụ án để điều tra. Quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích được Công an huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng đưa ra ngày 5 tháng 1 sau khi người tố giác hành vi phá rừng bị tấn công. Trước đó, hồi tháng 7 năm 2022, ông Lê Văn Ba ở xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm phát hiện 8 cây thông ở khoảnh 6, tiểu khu 438A bị chặt phá, cắt thành 60 lóng. Xung quanh có hàng loạt cây thông nằm ngổn ngang sau khi bị đốn hạ và có 20 gốc thông chết khô. Gần đó, ông Ba thấy nhiều người được cho liên quan tới việc phá rừng thông nên đã lấy điện thoại quay lại video nhằm mục đích báo cơ quan chức năng. Phát hiện bị ghi hình, ba người được cho phá rừng đã lao tới mắng chửi, cầm mũ cối vây đánh ông Ba. Kết quả giám định, ông Lê Văn Ba bị thương tích với tỷ lệ 12%. Công an sau đó vào cuộc điều tra, làm việc với những người liên quan.